tháng 10, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 484.400 lượt khách, tăng 12,1% so với tháng trước. Hàn Quốc là thị trường cung cấp lượng khách du lịch lớn nhất tới Việt Nam với trên 130.000 lượt khách. Tiếp theo là thị trường Mỹ với trên 41.500 lượt. Khách đến từ các quốc gia Đông Nam Á vẫn duy trì mức tăng trưởng đều. Một số địa phương có doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng mạnh gồm Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Các địa phương có doanh thu du lịch lữ hành tăng cao gồm Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng.